Với diện tích tự nhiên hơn 192,5 km2, Tân Nguyên nằm ở vị trí trung tâm tỉnh Bình Dương, kết nối thuận lợi với 3 thành phố, Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và các đô thị trẻ như Bến Cát, Phú Giáo. Tân Nguyên cũng nằm ở trung tâm các trục giao thông chiến lược từ Tây Nguyên xuống vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để Tân Nguyên trở thành một trung tâm sản xuất công nghiệp của Bình Dương nói riêng, khu vực phía Nam nói chung. Thực tế, Tân Nguyên đang là địa phương đi đầu về thu hút vốn FDI của Bình Dương với khoảng hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Các khu công nghiệp trên địa bàn như Nam Tân Nguyên mở rộng, Uyên Hưng, Phú Chánh, Đức Quốc, V-Ship 2, Sóng Thần 3 đang là điểm đến thu hút hàng ngàn doanh nghiệp mở nhà máy. Các cơ sở thương mại, dịch vụ cũng phát triển sầm uất bởi mật độ dân số rất đông, lên đến gần 400.000 người. Sắp tới, Tân Nguyên sẽ phát triển thêm một số khu công nghiệp mới. Trong đó, khu công nghiệp V-Ship 3 quy mô 1.000 ha đang được nhiều doanh nghiệp chờ đợi. Bên cạnh công nghiệp, Tân Nguyên cũng đang sở hữu hệ thống hạ tầng hiện đại. Một loạt dự án đang triển khai mang lại lợi thế kết nối cho Tân Nguyên như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Phú Giáo, Đồng Phú, vành đai 3, vành đai 4, đường tạo lực Tân Nguyên, Phú Giáo, Đồng Phú, đại lộ Uyên Hưng, Thủ Dầu Một, đại lộ Nam Tân Nguyên và các trục tỉnh lộ DT741, DT742, DT745, DT746, DT747. Ngày 27 tháng 12 năm 2021, cầu Bạch Đằng 2, vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, nối Tân Uyên với thành phố Biên Hòa đã được khởi công xây dựng. Đây là cây cầu chiến lược mở thêm một hướng kết nối thuận lợi cho giao thông và hàng hóa từ vùng sản xuất công nghiệp Tân Uyên xuyên suốt đến sân bay Long Thành và các cảng biển xuất khẩu quốc tế như Cát Lái, Cái Mép, Thị Vải. Hệ thống hạ tầng tỷ đô này hứa hẹn sẽ giúp Tân Uyên bừng sáng trên bản đồ phát triển, trở thành thành phố thứ tư trực thuộc tỉnh Bình Dương trước năm 2025. Công nghiệp phát triển đã kéo theo nguồn lao động ồ ạt đổ về Tân Uyên làm việc, khiến nhu cầu về nhà ở tăng lên nhanh chóng. Các bất động sản thương mại để khai thác kinh doanh, cung cấp dịch vụ cũng dần trở nên khan hiếm. Mặt bằng giá bất động sản Tân Uyên vì vậy đang tăng nhanh theo hướng tiệm cận hai thành phố, Thuận An và Dĩ An kề bên. Đặc biệt, đề án xây dựng vùng đổi mới sáng tạo và vùng đô thị thông minh Bình Dương được dự báo sẽ tạo cú hích lớn cho thị trường bất động sản Tân Uyên tăng tốc mạnh hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cơ hội của bất động sản Tân Uyên còn đến từ việc phần lớn quỹ đất đã quy hoạch phát triển công nghiệp. Sức nén dân cư lớn trong khi quá ít dự án phát triển đô thị sẽ càng đẩy nhanh tốc độ tăng giá bất động sản. Khảo sát thị trường cho thấy, hơn một năm qua, tại Tân Uyên có rất ít dự án được công bố. Các dự án đầy đủ pháp lý, hạ tầng xây dựng hoàn chỉnh và vị trí ở các khu trung tâm hoặc liên kề khu công nghiệp để khai thác kinh doanh lại càng hiếm và đắt đỏ hơn. Trước nhu cầu thị trường, hệ thống 5F công bố dự án khu đô thị 5F Capella tọa lạc ngay tọa độ vàng giao thương với các trục đường huyết mạch của Tân Uyên, gồm vành đai 4, đại lộ Nam Tân Uyên, đại lộ Uyên Hưng, Thủ Dầu Một và đường tạo lực Tân Uyên, Phú Giáo, Đồng Xoài. Dự án gồm khoảng 400 sản phẩm đất nền chọn lọc đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng và pháp lý đầy đủ, mang lại cơ hội an cư và đầu tư hấp dẫn. Nằm ngay vị trí trung tâm, liên kề các khu công nghiệp lớn, 5F Capella còn rất thuận lợi sử dụng các tiện ích cao cấp như khu du lịch sinh thái Hương Trâm, Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên, Bệnh viện 512 giường, Bệnh viện Đa khoa An Phước Sài Gòn, chợ Quang Vinh 1, Trung tâm Thương mại Biconsi, Trung tâm Thương mại Tân Thành, trường học các cấp. Từ 5F Capella cũng dễ dàng tiếp cận trung tâm thành phố mới Bình Dương để sử dụng tiện ích cao cấp như sân golf Harmony Golf Park, sân golf Twin Domes, Becamex Hotel. Đặc biệt, nhằm chia sẻ cơ hội đầu tư, hệ thống 5F đưa ra chính sách ưu đãi hấp dẫn, gồm tặng ngay 1.000 đô la Mỹ, chiết khấu 10% tổng giá trị và cơ hội trúng xe Toyota Camry, Honda SH cùng như phần quà giá trị cao cho khách hàng giao dịch. Ngoài ra, khách hàng còn được áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt kéo dài 10 đợt, giúp giảm tối đa áp lực tài chính. Với hàng loạt lợi thế về vị trí, hạ tầng, pháp lý lẫn tương lai phát triển của Tân Uyên, khu đô thị 5F Capella xứng đáng là sản phẩm hoàn hảo dành cho các nhà đầu tư với triển vọng mang lại tỷ suất lợi nhuận ở mức cao nhất. 5F Capella, tọa độ vàng giao thương.